chết hai còn một mới ra Thái Bình. Một là những đứa con họ Thiên ưu tú này, còn ở ngoài kia họ chạy theo cái trí học vấn, cái trí tuệ của đời. Thì năm loại thụ nói là khó độ, kiến cận á, giàu có, rồi Phật tử, con chiên, rồi mã tấu. Năm loại đó sư phụ không có độ được ở thời đại này. Nhưng mà khi sư phụ xong cái nhiệm vụ của cái màn này, hậu thế tự động sẽ không còn, họ Thiên thế hệ thứ kế tiếp sẽ không còn gặp cái đó nữa. Người họa sĩ mà vẽ bức tranh, khi bức tranh có giá trị, khi người họa sĩ không còn tại thế, nên nhớ. Cái đó là cái định luật. Tại vì chúng sanh á, cái ngã rất là cao. Chúng sanh không phải dễ nói chuyện đâu. Vợ chồng, con cái, anh em không phải dễ mà thuyết phục họ đâu. Thì họ Thiên, những đứa họ Thiên phải gán giữ, chỉ có lòng sắt vững bền, tâm bền, gan bền trí thì mới vượt qua tất cả họ Thiên nhìn thế giới. Nghe lời sư phụ nói, phải gán mình bền gan bền trí, vững lòng tin với Thượng Đế lúc nào, với Đức Thầy, với sư phụ lúc nào, với đạo Thiên Tâm, thì là mình có thể cứu cả dòng họ mình. Còn nếu mà mình bị cả dòng họ mình hoặc ngược lại á, thì cả dòng họ mình đều bị đọa trong luân hồi sanh tử á. Cho nên mấy con là một người kéo cộng dây cả dòng họ mấy trăm người. Muốn kéo hết mấy trăm người đi về thiên đàng thì mấy con phải giữ vững để mà kéo họ là ngược lại. Chứ đừng có thấy họ số lượng đông mà mình bỏ cuộc nha. Đó rất là quan trọng. Ngày đầu tiên sư phụ nói cho gia đình sư phụ là sư phụ người đặc biệt. Mười mấy anh em không ai tin hết. Bị em nó quýnh quá trời luôn. Mày ý mày giàu rồi mày nói mày con trời để mày không cho tao tiền hả? Tại nói tiền sư phụ đặt phút bỏ không à. Sư phụ mua mobile home đó. Rồi cái ngày mai cái nó bán. Mua nó xe mới, ngày mai cái nó cũng bán. Nó mất, nó chỉ cần tiền mặt để mà nó chơi á. Chứ anh mua 40.000, nó ra nó bán có 20-30 à. Trời, ngày hôm qua tao trả 40.000 tiền mặt, bữa nay mày mới bán rồi mày không có xe nữa thì sao mua chiếc khác. Nó cứ thế mà làm khổ sư phụ. Nhiều lắm, trong gia đình vậy, sư phụ gắn nhìn nhục. Đâu có tin đâu. Tại vì sư phụ nói là tiền này của Thượng Đế cho để mà lo cho những đứa con cho đạo Thiên Tâm. Không tin. Ông là anh tôi, ông làm tiền là cũng như là tiền của tôi. À, trên đời nhiều cái ngộ vậy đó. Đừng có tưởng là anh em ruột sư phụ mà độ được. Lấy cái mày qua. Mẹ có một nó đưa tay như thế này sư phụ, còn cha thì đưa là hai ngón là sao phụ sư phụ, và cái thứ hai nữa là sao lại 12 lại, bởi vì tôi cao tuổi rồi tôi muốn biết cho rõ để mình tin tưởng. Thì cháu cũng không biết, tôi chỉ biết là Thượng Đế đẻ 12 người con trai số 12, cái sanh 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ. Biết vậy, thì lấy cái số 12 rồi ở trên trời thì 36 tầng trời, nhưng mà ngày xưa thế gian trong kinh Phật nó có 12 tầng trời, nhưng mà cái số 12 là tượng trưng cũng như cho về thiên đình. Thì mình lại cái gì cũng 12 cái nhang. Ngày đầu tiên mà sư phụ bắt đầu học mấy cái lễ nghi này là mấy vị ngủ mẹ ngũ hành dạy sư phụ. Hồi xưa mỗi lần Tết á thì chị sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, với những vị hộ pháp sư phụ là mấy ông rồng với mấy ông thiên tướng đông lắm, mấy vị Bồ Tát. Nói mấy vị mới nói ok, rồi mẹ ngũ hành tới thì sư phụ đốt 6 cây nhang. Mẹ ngũ hành tới, những vị bình thường mình đốt 3 cây nhang. Thì có 6 mẹ ngũ hành là mẹ châu Âu, mẹ châu Úc, mẹ châu Mỹ, mẹ châu Phi, mẹ châu Á, mẹ châu Thái Bình Dương. Mà hiện giờ mình chưa có châu Thái Bình Dương. Sau khi trận đại ông thủy sẽ Thái Bình Dương nó sẽ nổi lên một cái lục địa. Nước Việt Nam mình nó không phải nhỏ như vậy. Đó thì sư phụ biết như vậy. Thì sư phụ là đốt 6 cây nhang, lại 6 lại. Cái hồi cái tới, Phật Mẫu tới, thì mẹ mình thì sư phụ đốt
chín cái nhà. Cái hồi cái nói là cha tới để mà lì xì cho thái tử tài xưa mỗi Tết thì mặc đồ đẹp vô. Thì là ở Địa Thư Long Sơn thì mấy gì hiện về thì sư phụ sinh hoạt Tết cũng giống người Trần vậy, cha lì xì cho sư phụ và cha chúc Tết sư phụ chúc Tết cha mẹ, rồi ông nhạc phụ là Long Dương Long Mẫu sư phụ chúc Tết. Thì khi đốt nhang cho cha là 12 cây nhang và 12 bông 12, cái gì cũng 12 12 đó, số khác vậy đó. Thì sư phụ biết như vậy. Còn cái bắt ấn thì cha kiểu bắt ấn, thì mẹ bắt ấn kiểu đó, còn Phật thì bắt ấn kiểu khác. Rồi mỗi một vị đều có cái ấn riêng, ấn nào cũng màu nhiệm hết. Cảm ơn thầy, cảm ơn sư phụ. Ở trên trời á, nó sinh hoạt cũng giống như người chúng ta thôi, không có khác gì mấy, chỉ có một cái là trên kia không có cái khổ như chúng ta, cũng không có nóng, cũng không có lạnh, cũng không có lo lắng về tiền bạc, cũng không có, nói chung là không có gì gọi là lo hết, không có gì gọi là buồn hết, mà chỉ có vui không à. Chúng ta chỉ có một ngày Tết, đó là ngày mà ngày xưa đó, khi nước Việt còn ở là trăm bộ lạc Bách Việt ở bên Tàu á, sông Dương Tử á, thì mình ở dưới đồng bằng, có người Trung Quốc bây giờ họ đuổi người mình đi tới nước Việt Nam bây giờ á, thì mình có đất ruộng lúa, mình làm lúa. Thì tới mùa xuân á, thì mình gặt lúa, thì mình ăn mừng là lúa, thu hoạch lúa, thì mình có cái Tết. Để mình chọn cái ngày đó duy nhất, để mình không có buồn trong 364 ngày kia lúc nào cũng bận rộn như con dòi phải không. Thì mình cho ngày đó ngày vui, 3 ngày Tết là vui, không có ai nói chuyện buồn, để mình dành có 3 ngày vui. Ngược lại trên trời không có thời gian, nhưng mà ngày nào cũng vui, ngày nào cũng Tết. Ở trên chỉ có những, tại sao ngày nào cũng Tết là vì xuân á. Ở trên đó là có những cái hoa hàng nghìn năm nó nở một lần. Dưới thế gian mình có những cái hoa đúng mùa nó mới nở. Cho nên ở trên những tiên nữ như chúng ta, mấy con là cõi tiên nhiều, thì cứ đi ngắm hoa không à. Lại chỗ cái hành tinh đó hay cái vùng đó để mà coi hoa bữa nay nó nở, nó bữa giờ 10.000 năm mà nó mới nở một lần. Có những cái cây nó còn biết ca nữa kìa, chim biết nói chuyện là chuyện thường á. Nên đời sống chúng ta là như vậy, nhưng mà vì ở trển chúng ta không có trân trọng đời sống đó. Khi cái gì mình có rồi mình không bao giờ quý nha. Giống như mấy con á, trước khi mà có chồng thì mong có người chồng bình thường đàng hoàng, nhưng mà thằng chồng nó bình thường đàng hoàng chưa chắc mấy con cũng dữ nó. Nó cũng phải có cái điểm gì mình không thích, cũng muốn bỏ nó lấy chồng mới. Là vì tam tánh của chúng ta lúc nào cũng muốn mới và hơn không à, không có ngừng nghỉ tiến bộ. Ngừng nghỉ tiến bộ không có nghĩa là ngừng nghỉ để mà lấy cái mới mà bỏ cái cũ. Đó là tại sao khi xuống trần cái con phải nhớ những cái thời hàng vi của mình thì ít có bị tạo nghiệp, và nhớ những cái người hôn, những người tốt trong đời mình, để mình có cái tấm lòng gọi là biết ơn, uống nước nhớ nguồn. Ai làm cho mình mỗi ngày ba nụ cười, đó là tại sao thiên tâm chúng ta gieo giống mỗi ngày làm ba nụ cười thì tự động mình cũng cười, thì mình không có bệnh. Và đồng thời mình cũng có ba người bạn tốt, còn hơn là mình không có gieo ba nụ cười thì ngày đó mình chưa chắc có người bạn nào mới tốt. Ở trên trời chúng ta không có trân trọng đời sống, khi đến một cái không có hết phước á, thì chúng ta mới ngồi ở đây để mà tạo phước trở lại. Cách tạo phước chỉ có mang thân người mới tạo phước. Sanh ra là vô thường, chết là vô nghĩa. Có những con thấy ở bên Hamas hay những cái đất chiến tranh hay là Covid, con thấy nhiều lúc đi vô bệnh viện rồi xong người ta dục như khúc củi, không có kịp làm đám tang, cũng không có lời chăn chối. Đời sống vô thường như vậy, tại sao chúng ta không nhìn thấy? Giàu có đâu có nghĩa là đâu có quan trọng gì đâu, chỉ là đủ thôi mà. Cái quan trọng là chúng ta phải ngồi thiền để mà nghe cái linh hồn của chúng ta nó muốn cái gì á.
Còn chúng ta cứ chạy theo, ngày nào cũng 7 giờ sáng mở cửa tiệm nail, chiều 9-10 giờ hãy có khách tới, chơi luôn tới 12 giờ nữa, thì chúng ta không có đúng. Chúng ta không có, không, chúng ta ép cái linh hồn chúng ta quá đáng, tức là ăn hiếp nó đó. Khi chúng ta ăn hiếp nó nhiều quá thì có một ngày giống như lò xo nó bung ngược lại, nó bung ngược lại thì gia đình đổ nát. Còn nếu chúng ta cứ cân bằng, làm vừa đủ, vừa một tiếng đồng hồ đọc kinh cha mẹ, nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền, mấy con sống đời sống là như thần tiên ở tại thế. Một ngày chúng ta sống một người hiền lành đàng hoàng ở thế gian, chúng ta sẽ được về trời giữ giới luật 12 giới. Nếu không giữ được thì giữ giới đầu tiên là cũng như là ngũ giới của Phật giáo rồi, nhân lễ nghĩa chế tính, thì chúng ta cũng được về trời rồi. Trong đó là một cái giới đầu tiên của thiền tâm là cũng giống như là ngũ giới vậy đó. Khi mà chúng ta xuống như này mà chúng ta cứ ép cái giờ ép xác để mà làm tiền, rồi cuối cùng thấy hồi nãy một đống đệ tử, con bị nhức đầu, nhức chân, người thiếu đường, đó là gì? Chúng ta không có thời giờ để mà ăn uống, ăn quẹt quẹt thì nó thanh tiểu đường thôi. Rồi chúng ta cứ ngồi tối ngày cứ khom lưng, thay mình ngồi 4 tiếng 5 tiếng rồi mình dùng thời gian mình lại sám hối. Lại sám hối cũng là tập thể dục và xả nghiệp cùng một lúc. Mấy con sẽ đau, hoài hôm nay đâu có bệnh đó đâu, mạnh khỏe nữa. Mà giàu cho mình có cố gắng thêm, chưa chắc mình dư được đồng nào trong băng nha. Con mình nó ỷ lại, mấy thằng con mình nó khôn lắm, trai con gái. Ồ má, nó không có đâu, nó đâu biết má làm ngày 15 tiếng. Nó chỉ biết má đem về nhà một tháng 50.000. Thì nó canh theo cái số tiền của mấy con mà làm được á, nó xài theo cái đó. Còn nếu mà nó mà biết con làm tháng 5.000 thì nó cũng canh theo cái số tiền của mấy con làm được, nó xài ít lại. Nó khôn lắm con biết không? Nhưng mà ngược lại nó không bao giờ nhìn là má nó làm 50 tiếng hay là 5 tiếng. Đó là sự thật đó, gắng nhìn lại đi. Để mình chỉnh đổi cái đời sống của mình chút. Qua đây ngồi cho nó mát nè. Trời lên nắng rồi ha. Bởi vì khi cái đạo mới của thiên tâm ra đời, trong tương lai nhân loại là những người thông minh, thời đại gọi là robot không à, AI đó, thì nó phải thích ứng của thời đại sau, tức là làm người cho đúng kiếp làm người. Còn khi tu trong đạo thì mình phải giữ giới cho đúng, mình không có phải là buông bỏ, giống như bên đạo Phật thọ Bồ Tát giới. Mấy con có 4 cái nón, mà một người bạn đạo mình xin mình mà mình ích kỷ, mình không cho, mình phá hết cái công tu tập cả đời mình. Phá giới tức là chỉ được giữ có 3 món thôi. Còn thiên tâm chúng ta không có. Thiên tâm là cha mẹ thượng đế muốn con cái dùng cái giàu có, cho mấy đứa con sẽ giàu có trong tương lai giống như sư phụ, mà phải dùng giàu có mà không chấp vào giàu có, mà phải đi ra thương người, phải dùng tiền của mình ban phát ngược trở lại cho những người không có đủ cái điều kiện và sống không có đúng cái nơi để mà tạo ra và làm những cái chuyện hữu ích cho thế gian. Tại vì khi có tiền mới biết được ai là ai, con biết không? Còn nói chuyện ai nói kiểu nào cũng được hết. Bây giờ sư phụ nổi tiếng khắp thế giới,
Sư phụ có thể làm nón để tên sư phụ đặt đầy ngoài chợ dừa để mà gieo cái đạo thiên tâm cho nhiều người biết, cũng vừa làm tiền luôn. Như kiểu campaign như ông Trump vậy, cây viết cũng tên Trump này đó. Thôi làm được, xong được. Phụ thông minh mà, ngàn kế phụ là người thương mại trên thương trường của Mỹ mà. Tại sao phụ không làm? Đó là gì? Sư phụ muốn thử lòng nhân loại, lòng chúng sanh, lòng người, người Việt, người Mỹ có phải tự động theo Thượng Đế về trời hay không? Chứ Thượng Đế không có thể nào mà đánh cái đích mình, đuổi mình đi về trời được. Tự miệng mình thôi, tự tâm thì mình mới ngồi đây. Là vì chúng ta là người cõi trời xuống, chúng ta quên đi. Nhưng mà cái lại gia thức á, nó bị cuộc sống mỗi ngày cứ làm cho che phủ mù mắt. Những cái mình cứ chạy theo đời, mình quên đi cái chân lý của nó. Đó là linh hồn của chúng ta, nó sẽ bất tử và nó sẽ học những cái xấu và những cái tốt mà của cái xác phàm là tạo ra, rồi nó đi vào cái hậu kiếp. Cái hậu hôm nay chúng ta làm bao nhiêu chuyện ác thì cái hậu kiếp nó sẽ lãnh những cái ác đó, những cái nghiệp đó. Chứ Thượng Đế không có thể nào quảng cáo hay là kêu người ta lên thiền Bát Nhã. Sư phụ là người lái thuyền Bát Nhã cùng với Đức Quỳnh Phú Sổ. Ngài là chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Chứ thuyền hôm nay nó cũng còn thưa lắm á, nó có thể chứa được 8 tỷ người. Nhưng mà đâu phải dễ tìm được 1 tỷ người ở đời này cùng sư phụ đâu. Cho nên giờ rất là thưa thớt. Sư phụ không có quảng cáo, cũng chẳng có cầm một em bé, ẵm em bé rồi lên hình ảnh. Mấy cái hình ảnh mà con thấy trên mạng á, toàn là mấy đệ tử tự nó làm không, chưa kêu đứa nào làm gì hết. Hỏi đi, từ ở đây qua Cali hay bên Việt Nam, nó thương nó làm thôi. Chưa bao giờ cho một đứa nào, một đồng bạc nào mà làm YouTube hay là Facebook, chưa bao giờ. Cái đạo chúng ta là thiên nhiên và tự nhiên, như vậy mới thử được lòng người. Chứ còn mà giống như sư về đây mấy ngày hôm qua xuống cái trường, mấy tụi nó vô nhà, tụi nó giật mình á. Sư phụ muốn đông đâu có khó, chỉ cần in quảng cáo hay lên cái kênh của sư phụ, nói là ngày hôm nay sư phụ tới chừng một tháng trước đi. Không, sư phụ không có làm vậy. Sư phụ chỉ gieo duyên thiên nhiên tự nhiên. Những người đứa con họ thiên nào mà quan tâm tới thiên ông gian, quan tâm sư phụ tự động sẽ biết. Còn những đứa con mà hờ hợt lơ là thì hôm nay không có mặt. Thôi cứ làm vậy thôi, tức là mình gieo một cái lòng chân thành. Và đồng thời chúng ta là những đứa con đầu tiên của Thượng Đế, của Đạo Thiên Tâm. Chúng ta không có cần phải phô trương và chúng ta cần phải khiêm tốn. Cũng không có cần đi về nhà để quảng cáo Thiên Tâm hay là thế này nọ. Mình càng quảng cáo với cái trí thức của họ thấp đó, họ phản bác ngược lại đó, thì lúc đó họ sẽ bị mất duyên một đời này. Mình cứ để bình thường, tự nhiên thôi. Khi nào luật của Phật, ai ba người đến hỏi Pháp thì Phật giảng Pháp. Chúng ta không có nên gieo cái Pháp cho một người không có muốn nghe, thì người đó sẽ phỉ báng và họ sẽ bị khẩu nghiệp á, nhất là những người thân xung quanh mình. Mình đừng có tưởng bạn thân của mình 50 năm ăn nhầm ngủ về với mình mà mình nói họ nghe đâu. Vì cái phước và cái nghiệp của mỗi người đều khác nhau. Họ không có đủ phước để đi về trời ở một cái đời này. Còn các con đủ phước thì mình đi trước, mình sẽ thành bà tiên. Rồi lúc đó mình sẽ trong cõi vô hình, mình bay xuống, mình tìm những người đó, mình nói chuyện sao thì họ mới tin. Cho nên sư phụ đa số là độ những đứa Phật tử, đệ tử mà gọi là xuống đây là gọi là sứ mệnh đó, giúp sư phụ. Giống như kiểu thu ba cốt nó cũng rồng nè, nhỏ là cốt tiên, có nghĩa là ảnh thú cũng là những cốt rồng, thì nó có quyền lực ở tiền kiếp. Khi sư phụ nhập thế thì tụi nó nhập theo ở cái tuổi chung chung vậy nè, thì sư phụ đi trong cái vô vi để mà độ nó. Cũng giống Nhân Khanh ngồi đây, nó bị bệnh migraine gần cả đời ở New York, mà sư phụ để cái tay lên hôm nay nó hết bệnh mà nó làm thơ được. Đứa này cũng bị, đứa nào cũng bị hết. Thì khi cái nguyện lực và cái gì mà mình muốn làm trong đời mà mình chưa làm được á, nó sẽ sanh ra bệnh. Mà khi mà mình làm được rồi, mình tìm được cái nơi rồi, mình tìm được cái con đường rồi, thì tự nhiên mấy cái bệnh nó cũng đi hết theo luôn.
cũng giống như bà con của ông Long Dương và sư mẫu bây giờ đó, trước khi gặp sư phụ chỗ bà bệnh nhức đầu kinh niên, cho nên gặp sư phụ là tự nhiên hết bệnh, nắm tay cũng hết bệnh, đó là có sứ mệnh. Cho nên con thấy nhiều cái nó ngộ lắm. Ở trên khi mình có nguyện lực như thế nào thì là cái nguyện lực đó nó sẽ đi theo mình đời này và đời sau. Những đứa đệ tử họ thiên á, trên thế giới á, phải giống như sư mẫu. Hồi xưa bà lập nguyện thời, bà đốt tờ giấy như nè, có nguyện thời với cha, tức là thượng đế mình á, sẽ theo trung thành mãi mãi phò thái tử, thì bà mới cưới được sư phụ. Phải có nguyện thời. Mấy con học ra high school hay là đại học, hay là ông Trump làm tổng thống, hay là ông thị trưởng, hay là bất cứ cái gì đều có nguyện thề đúng không? Sư phụ xuống trần phải có lập nguyện, Phật Bà Quan Thế Âm cũng lập nguyện, rồi ngài Địa Tạng cũng vậy, địa ngục trống không mà không thành Phật, rồi ngài Di Đà cũng vậy, sư phụ cũng phải lập nguyện, cha mới cho xuống. Là thế giới này còn sự bất công, còn cộng sản, sư phụ không có thành Phật, sư phụ sẽ ở đây làm tiếp tục. Có ai dám thời kiểu đó? Ngày xưa sư phụ nói trên mạng, ồ thế giới làm gì không có bất công, ta nói không còn năm cái ác thì sẽ không còn bất công, tại mẹ nói con sẽ thành Phật đời này. Hồi bữa lập ngày mà khai đạo, kỷ niệm khai đạo ở bên Cali hồi tháng trước, cha lúc đó cha nói sư phụ, khi con làm lập cái đạo xong ở đời này, con sẽ đi những cái thành tinh khác, họ cũng rất là cần con, tại cái nghề của sư phụ là nghề lập đạo, cũng giống như nghề sửa ống nước vậy con thấy không? Cho nên đời đời kiếp kiếp ở cõi địa cầu này, sư phụ nói hầu hết tất cả các đạo là đều do tiền thân của sư phụ lập ra. Tại vì ở trên á, cha tạo ra cái cơ thể sư phụ bằng hóa thân, những cái bi chí dũng cha tạo vô trong cái a lại giới thức sư phụ, nó chỉ biết cái chừng đó thôi. Kêu sư phụ làm chuyện xấu sư phụ không có biết làm, từ nhỏ luôn. Rồi kêu sư phụ làm một nhà chính trị mà ác, chỉ là có chí và có dũng mà không có bi, sư phụ làm cũng không được. Mà bi nhiều quá là ngồi chỗ mà để cho mặt dân chết trước mặt mình mà không làm gì, sư phụ làm cũng không được. Cho nên ba cái nó cân bằng, các con cũng phải tập bi chí dũng, nhưng mà bi chí dũng thấp thì nó lên cái độ này thấp, lên tới tầng thứ hai nó cũng phải điều. Chứ giờ bi chí dũng mà nghiêng nghiêng cũng không có đúng. Ví dụ mình có chí có dũng mà bi cũng ít quá thì lúc đó mình cũng có một chút tạo nghiệp á, sân si á. Khi chúng ta tái sanh lại thân người, chúng ta đâu có nhớ gì đâu. Còn riêng sư phụ thì mấy vị dạy, mấy vị cho. Rồi đến thời mà hôm nay, tại sao sư phụ lại nói ra những cái pháp môn và những cái mà trong kinh điển không có, và tất cả các vị thầy cũng thừa nhận, nhưng mà mấy vị thầy không dám nói, sư phụ dám nói, thì mới gọi là chuyển lưng thánh dương. Trong kinh điển Phật giáo cũng có nói, chuyển tức là chuyển kiếp tái thế. Ngài Đạt Lai Lạt Ma tái thế 14 lần, sư phụ là chuyển lưng thánh dương. Trong kinh điển đều có nói về sư phụ. Là vì thế gian tôn sùng cái chữ thánh thì cho là thánh, vương thì là thiên tử, con của trời, chuyển lưng thánh vương không phải là bình thường. Mà thu ngồi đây tại vì cái quả địa cầu này cần nâng cấp lên 4D, hiện giờ mình sống 3D, 3 dimension, 4 dimension. Thì khi vào thời thượng quân thánh đức thì nhân loại sẽ có một cái cách sống mới. Thì vị chuẩn lương thánh dương phải nói lên những cái sự thật, những cái pháp môn mới để cho nó hợp ở cái thời đại AI. Thì thù nói lên cái đạo này, lập ra cái đạo này. Ngày xưa thù lập cái đạo ông giáo, chỉ kêu người ta ăn hiền ở lành, không có kêu ai ngồi thiền, cũng chẳng kêu đọc ngũ bồ chú, cũng chẳng có kinh chú Lăng Nghiêm hay là Đại Bi như ngày hôm nay. Hôm nay vì con người chúng ta khôn hơn thời xưa, thời cưỡi ngựa bắn cung, thì chúng ta cần phải ngồi để mà lắng nghe cái xác phàm, phải lắng nghe cái linh hồn. Nó muốn cái gì? Nó muốn bình an thôi hả? Chứ đâu có muốn giàu. Giàu thì ai cũng muốn á, nhưng mà giàu rồi không có sức đi shopping á, mấy con có thấy buồn không? Bây giờ bệnh á, mà hỏi đi vô shopping tiếng hồ cũng thở mệt á, vì có tiền để làm gì?
bốn mấy tỷ của bà Trương Mỹ Lan để làm gì? Để lãnh cái viên thuốc độc à? Suy nghĩ đi. Cho nên mình làm gì mình phải cân nhắc. Cái thằng hồn nó là chủ, phải xác là tớ. Còn đa số chúng ta 80-90% cho cái xác là chủ, cho cái hồn là tớ. Còn những cái người mà không có trí, họ cho là nhiệm vụ cao cả, mẹ phải lo cho con, mẹ phải hy sinh đời mẹ để củng cố đời con, cha phải hy sinh đời cha hối lộ để củng cố đời con. Cho nên đảng cộng sản đa số họ nghĩ họ làm vậy là đúng, nhưng mà thật sự đời con của họ có phước họ mới hưởng, không có phước đời con á dùng cái số tiền đó làm những cái chuyện tạo nghiệp nữa. Cho nên nó mới có câu chuyện cái thằng mà nó bị tử hình á, trước khi tử hình á, người nó hận nhất là mẹ nó, tại vì mẹ nó không có biết dạy nó. Ở Việt Nam có cái bài báo nói coi đi. Quan trọng chúng ta phải biết đủ, và chúng ta không có mong cầu thêm nhiều, chúng ta chỉ cần cầu đủ thôi. Nhưng mà cũng phải trường chút thời gian ngồi thiền đọc kinh. Đó là dù nãy giờ nói vòng vòng vậy. Để chúng ta được đi về, chúng ta không có thể nào ngồi ở đây dưới thế gian này chịu nóng, chịu mũi, rồi chạy theo cái đồng hồ làm sáng thức gì phải làm. Nếu mà ai mà nghĩ cái thế gian này thiên đàng á, thì đừng có cầm cuốn kinh Thiên Tâm lên, đừng có đeo dấu Thiên Tâm. Nếu mà ai nói á, là thế gian này là thiên đàng, sư phụ không có chối bỏ thế gian này, nhưng mà sư phụ không có thuộc về thế gian này. Thế gian này thuộc của những người vô minh, vô minh không biết gì, cho nên bị tội, cho nên mới cứ lặn hụp hết tái sanh làm bốn chân, rồi làm hai chân, rồi làm người bệnh tật, rồi làm người Africa, rồi làm người Việt, rồi từ từ lên, rồi cái giàu có cái tội tiếp. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta lặn hụp ở trong cái cõi ta bà này, tại các con không nhớ, rất là nhiều kiếp, đủ rồi, chán rồi, chúng ta phải đi một cái nơi khác, đó là thiên đàng. Làm con người có linh hồn thì phải đi về trời, chứ cái linh hồn nó không có thể làm người hoài. Con người thì cần phải chết, mà linh hồn nó cần phải làm thần làm thánh, chứ hơi nào làm người thế gian mãi mãi. Nó phải tiến bộ lên, phải không? Lên lớp. Mà đa số trong những thời gian tận thế này, ít có ai mà hiểu được cái này. Họ chỉ có chạy theo danh vọng vật chất, rồi họ đi cứ đi xuống và xuống thêm, xuống sâu sâu thêm, rồi cộng thêm cái thời mạt giận. Ma Dương á, cho con cháu mở vàng lên để nói lên những cái lời không đúng, rồi ma mị để mà lôi kéo. Cho nên không có chánh kiến, không có nhìn ra, không có nhìn cha của mình. Bây giờ con á, con có những đứa con, bây giờ con của mình nó ăn chơi, nó vui chạy ngoài đường, nó không có nhận mình là cha nó, không có nhận mình là mẹ nó. Con có vui lòng không? Có chấp nhận cho nó tiền, có chấp nhận cho để mà cưu mang nó nữa không? Dĩ là không. Cha trên trời cũng như thế, cũng vậy thôi, sư phụ cũng vậy thôi. Đứa nào lặn hụp trong cái cõi ta bà này giơ tay thì phụ đưa dấu thiên tâm. Còn đứa nào mà không có chịu đeo mà cũng còn lại đi phỉ báng sư phụ hay chửi cha, con nghĩ đứa đó sẽ đi về đâu? Thượng đế chỉ là khi nào là mình tự lực, tự tâm, tự nguyện. Đó là trở lại câu chuyện từ đầu, là sư phụ không có quảng cáo và cũng chẳng có gieo duyên một cách gọi là, sư phụ không có nói ngọt ngào như mấy ông thầy được. Sư phụ có thể nói được, nhưng mà nói cái đó nó mất thời giờ lắm, nó không có ra nhiều chi tiết, mấy con cũng không có hiểu vô chính nữa. Sư phụ nói kiểu như người đời vậy nè. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sư phụ qua Mỹ không biết tiếng Việt, mà hôm nay nói được tiếng Việt như vậy, thì mấy con nghĩ là cái phước của người Việt không? Đại phước sao không biết trân trọng đi. Còn mấy thầy học ở trong chùa từ nhỏ tới lớn, có nhiều thôi, đại chúng rồi nhiều nhiều, tức là giống như hát bội á, thường có hát bội chậm lắm, cốc chuyện này vô là vô cốc chuyện đúng không? Chủ yếu là mở mang trí tuệ đạo Phật, quan trọng nhất là khai trí,
chứ không phải là để khai nhĩ cho bùi cái lỗ tai rồi xong cái pháp hội hai ba tiếng rồi đứng ra chả ai gặt hái được cái gì. Nãy giờ mấy con nghe mỗi lần xù qua các con đều có gặt hái một cái mới đúng không, hiểu được cái gì, chuyện gì đang xảy ra. Đó là mục đích chính chứ không phải là mục đích chính. Đến đây chúng ta chịu nắng rồi ngồi đây nhịn đói nhịn khát rồi nghe nhão nhão rồi không có học hỏi gì. Hôm nay chúng ta học hỏi là nước Việt chúng ta ở vào cái thời gọi là chết đói, trở về cái chuyện mà khô đất nước nè, cộng cái chuyện bầu chính trị xáo trộn nè. Tại sao đi trùng hợp, tại sao trùng hợp với ông Trump vào tàu Bạch Ốc, tại sao trùng hợp với Iran với Do Thái sắp sửa đánh nhau, tại sao trùng hợp Đài Loan với Trung Cộng là rất là căng, mà trong nước Trung Cộng bây giờ là nó đang đói, đang thất nghiệp. Tại sao cái gì cũng trùng hợp một lượt, tại sao trùng hợp có một người Việt Nam, Thiên Tướng Kiệt này, Ngô Tướng Kiệt này, 5 năm về trước đã nói, 5 cái ác cùng đi một lượt như thầy thế này, coi là những clip cũ đi. Tất cả những nhà chính trị gia CNN hay là những nhà chính trị gia Việt Nam, không ai dám nói câu đó. Chuyện gì ra chuyện đó, nước nào đánh nước đó. Biển Đông là Biển Đông, Trung Đông là Trung Đông, đói là đói, kinh tế là kinh tế. Nhưng mà thu gom là một lượt. Lúc mà phố vô sao phỏng vấn, những cái clip vô sao cũng có nói. Bộ cái đó chưa có làm đủ chấn động cả thế giới, là con của Thượng Đế đang nói sự thật và thiệt đang xảy ra. Để làm chi? Để cứu bản thân mình, để cho mình có sự phòng bị về tinh thần. Tinh thần nó quan trọng hơn vật chất nha con. Con có chất một đống gạo ở trong nhà kho mà tinh thần con xáo trộn á, con cũng bị là tiền đình con ăn cũng không nổi á. Nhưng mà sư phụ là một viên thuốc tinh thần cho toàn thế giới, cả nước Việt ngày hôm nay cũng vậy. Cái viên thuốc này á, nó màu nhiệm. Viên thuốc cam lồ, viên thuốc của Phật, viên thuốc con của Thượng Đế xuống trần, nói lời thật và lời thiệt, và được phép nói. Không biết thì đừng có ngồi đây dễ dòi, chân dòi hay đuôi dòi, lưng dòi, dòi dòi. Thôi chưa bao giờ nói cái gì mà không đúng sự thật trong 5 năm trời. Và 90% đang xảy ra là trúng hết, đã trúng luôn nữa. Cả năm cái ác, cái đó là rất là khó nói. Mà tại sao thường nói được, mà hôm nay lại trúng? Con nghĩ mấy lãnh tụ nó nghe lời thù nó làm, nó tạo cái mô hình giống vậy à? Suy nghĩ đi, cơ trời mà. Chẳng lẽ bây giờ ông Trump á, lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ nói có một tổng thống hết nhiệm kỳ rồi qua 4 năm mà quay ngược trở lại. Con thấy chuyện đó có lạ không? Lần đầu tiên nước Mỹ là có chuyện đó. Sau ngày đầu tiên bao nhiêu clip lên coi ngày giờ đi, ông Trump quay lại mà. Là vì cái nước mà nếu không, thôi bụng mà không nói à, cái tiểu bang này là của mình đang ngồi nè, là Texas, sẽ cắt làm đôi Mỹ đen với Mỹ trắng, Mỹ là chia ra hai quốc gia. Ở đó là mẹ mẹ nữ thần tự do đó, bà hiện về, bà đẹp gái lắm, bà tóc vàng phải không. Bà nói thái tử, trong tương lai, tại vì xưa phụ hay hiếu kỳ lắm, ngồi gặp vị này vị kia, tất cả các vị mà gọi là lớn thì cứ hỏi thăm từ vị, rồi mỗi vị dạy phụ chút rồi thù mới nhớ lên đây gặp khúc nào nói khúc đó. Thì thù đang nhớ lúc đó mẹ nữ thần tự do mẹ nói thái tử, mấy vị kêu sư phụ là thái tử không à, có biết trong tương lai nước Mỹ cũng không có khá gì hơn nước Việt, cũng khổ, cũng kinh tế, rồi còn sẽ bị chia đôi nữa. Cái sư phụ mới nói trời ơi, con lớn lên ở đây, con là quốc tịch Mỹ. Sư phụ quốc tịch Mỹ từ năm 89, 85 rồi. Cái passport 10 năm cũng đổi mười mấy cái rồi đó. Thì mình cũng là người Mỹ, rồi mình cũng mang nước Mỹ. Sư phụ qua đây ở Silicon Valley là nơi thung lũng điện tử, là để mà mình mới có tiền mới lập đạo ngày hôm nay. Thì cũng là cái phước của cha khiến sư phụ vô dùng đó. Thì nữ thần nước Mỹ mới nói trong tương lai nước Mỹ sẽ bị chia đôi. Thì bộ buồn, thì mới nói có cách nào không? Thì mấy vị đều nói, cũng giống thụ vừa khấn cho nước Việt không bị đảo chánh, thụ khấn cho Ukraine không có bị thất thủ thành Kiev, mới một đống xe tăng nó bị đông lạnh. Thì thụ cũng khấn cho bom nguyên tử ở ngoài địa cầu này
Một lần mà lập đàn mà khấn trời á, là thụ điều khấn. Thụ khấn cho nước Việt đừng có quá sức khổ. Khổ thì nó mới thay đổi, hoặc mà gọi là đừng có quá đó. Thì lúc đó Ngài mới nói, thì Thái tử đó đại diện cho nhân loại, xin cha đi. Xin cha thì được, chỉ có một mình Thái phụ là có lực để xin cha thôi đó. Ngoài ra quả địa cầu này mấy ông thầy tu giỏi cả đời ngồi trong hang động 80 năm ra hào quang, mấy con nhìn thấy cũng giống như là bướm bướm ấy, cũng không có xin được. Thì Ngài mới kêu Thái phụ xin, thì Thái phụ xin. Hy sinh thì ông Trump cũng phải hy sinh để cho cái đảng thổ tả đó gian lá phiếu cho tới ngày hôm nay. Thì mình cái tiểu bang này không có bị tách rời ra làm hai nước. Nhưng mà lời của mấy vị nói cách đây mười mấy năm về trước, con nghĩ nó màu nhiệm không? Thời đó ai mà nghĩ có Black Lives Matter, ai mà nghĩ nước Mỹ này là đại ăn gian lá phiếu, rồi còn thêm bao cái chuyện bỉ ổi và nó nói là nó đóng lực, phải không? Nó lực rừng thì có, hiện giờ Biden chơi lực rừng không, con có biết không? Chứ đâu có luật lệ gì nữa đâu. Thì thời đó họ đã biết được cái đó. Hôm nay nước Mỹ mà không có bị tách rời làm đôi á, cả người Mỹ 360 triệu người á, phải cảm ơn sư phụ mới đúng á. Cái thành phố San Francisco á, năm 2015 á, đúng ra bị động đất là xong luôn á. Thụ nghe quản hồn, mấy vị báo trước, thụ phải xin về Thiên Long Sơn xin. Hôm nay thành phố San Phan vẫn còn, mà thành phố đó chỉ là tạm thời thôi. Mấy vị nói ngày mà sư phụ đi về Việt Nam á, nó sẽ có nhiều chuyện ở đây thay đổi. Tại vì một vị Bồ Tát ở đâu thì ở nơi đó bình an, trong cái phạm vi đó, nó chỉ tạm quản thôi. Sư phụ xin được nhiều cái lắm, cũng giống như bữa Thiên Long Sơn mấy đứa là qua dự lễ khai đạo á, nguyên cái thời tiết đó là mưa bão đúng không? Sư phụ nói chuyện với ông thần mưa, với ông thần bão, ổng hứa đúng 11 giờ không có mưa, vừa sư phụ vừa chạy xe lên núi là ngưng mưa liền, nắng lên liền. Đứa nào đó chứng minh đi, con chứng minh phải không? Đó là, đó không phải là chuyện bình thường mà một người phàm mà có thể làm được. Thù muốn mưa là mưa, muốn không mưa là không mưa. Còn Hoàng Kiều á, hợp clip vừa rồi lỡ có bữa nay nói một chút. Hồi xưa ông một tỷ phú ha, mà ông ăn hiếp người Việt mình ấy. Ông cấu kết với Kim Liên Hồ với Phát Bùi Đò ăn hiếp Nam Cali. Thù cho ông ba cây nhang, hôm nay ông đi luôn á. Thù cứu người được, nhưng mà thù không có hại người. Chỉ có người nào hại người khác thì thù can ra một chút thôi. Chứ đừng có tưởng như không có làm được gì. Thù có thể cứu bà Mỹ Lan bữa nay được á, không bị tử hình đó, con có biết không? Thù chị bệnh mấy con được, thù làm được mọi thứ được. Nhưng mà cái lòng từ bi á thì nó cũng có. Nhưng mà cái trí và cái dũng cũng phải đi điệu nhau. Nước Mỹ hôm nay không bị chia làm đôi, tương lai nước Mỹ sẽ trở thành cường quốc trở lại sau khi Nga Tàu sụp đổ. Bởi vì mới có là Phong Thần Hai thì mới có nói là trời ban lợi phẩm, Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Biển Đông Trung Cộng chia năm sẽ bảy, thì những cái đó nó sẽ sắp sửa xảy ra. Thì coi như Hữu nói trúng hết 100%, bây giờ trúng là 90 rồi. Và nếu người Việt nào hôm nay tất cả mấy đảng viên mà đang ở bển mà tâm trạng họ bất an đó, nên kiếm cái dấu thiên tâm đeo vô để tâm được bình an. Và sau này cái màu áo vàng á, thường gọi là bò vàng á, thì đổi lại giống màu áo của hồi xưa trước 75 mình là màu trắng, phải không, cảnh sát phải không? Thì chỉ đổi áo thôi, nhưng phải có tài nha, đừng có bụng bự quá thì thôi ở nhà trồng rau. Chứ giờ công an á, ông nạn hối lộ, nếu ông nào nhậu nhiều quá bụng bự, nó phải là cường tráng như là lính Mỹ đồ sao á, chứ không phải để mấy nhóc mà con ông cháu cha ra rồi nó quýnh quýnh. Tức là một quốc gia phải có tôn ti trật tự, một quốc gia mà dân không sợ cảnh sát thì quốc gia đó là quốc gia gì? Không phải là quốc gia, là một cái đảng phái tư lợi của phe nhóm mình. Nó không có hệ thống, nó không có tôn ti trật tự. Trong gia đình mình có tôn ti trật tự, hú hồ chi quốc gia
quốc gia Việt Nam đâu có tôn ti trật tự nữa. Nó ra nó bốt mày lại thôi là công an hủ lên rồi. Phải coi cái thằng này là gốc nào rồi hả, bắt đầu mới phạt nó phải không? Là không có đúng. Tao không cần biết, con có 100 mà lái xe tầm 7 rồi tao cũng phạt mày như thường. Thì mới là đúng. Thế là đeo dấu thiền tâm vô, đổi màu áo trắng. Còn quân đội mà mặc áo màu xanh đúng không? Màu xanh này nè, green này nè. Thì Mỹ, lính Mỹ mặc áo gì? Đen hả? Đen với xanh dương phải không? À, cho nên nó bệnh ai muốn làm giàu á, có ba chuyện để làm giàu: cờ vàng, cờ đỏ sẽ bay phất phới từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Ai á mà bởi nó mua màu vàng chất đầy nhà đi, tới cái ngày đó đó dân nó mừng á thì bán lá cờ cây vàng nó cũng mua nữa, thì là tỷ phú qua đêm. Cho nên thu chỉ là thiệt á, nhưng mà đừng có mai ba cái sọc đỏ vô trước để nó tới nó gõ cửa phải không? À, bay sọc đỏ để riêng, lúc đó mình chỉ mang đường chỉ thôi là dính cho rồi. Tại vì trong một ngày đó, lòng người mà mừng đó, bao nhiêu tiền người ta cũng đổ ra người ta mua. Cho nên một lá cờ chừng thước và ngang nửa thước bán cây vàng sẽ có người mua. Mà nhà nào mà làm chừng 10 cái là có được 10 cây rồi. Đó là chuyện giàu thứ nhất. Chuyện giàu thứ hai, mày áo trắng đưa cho những công an mà chánh nghĩa để mà giữ an ninh trật tự. Trời, một quốc gia mà thay đổi màu nhiệm đâu phải là dễ đâu con, phải không? À, cũng giàu. Nó sẽ xảy ra y như lời sư phụ nói. Vỗ tay hả? Nói chuyện cho bộ nước con gái rồi đó. Trời ơi, già lớn tuổi như con cũng còn yêu nước hả? Để như cỡ thằng Chí rồi mấy đứa nhỏ nhỏ nó còn về nắm chức bộ trưởng bộ công an rồi nó yêu. Con lớn tuổi con này đó, thằng đàn ngồi sao kìa. Nó cũng là công an, bây giờ chó làm công an tiếp nha, cỡ thằng Hùng rồi nè. Chứ là con rồi. Mừng thôi, mai cờ được rồi. Mua máy may á, về mai. Nó sẽ xảy ra mà. Trong đời này chúng ta chứng minh hết. Gọi là phong thần hai. Đảng Thiên Việt á là hội Long Quán. Để nó gom hết những anh tài. Sư phụ cho không biết sư phụ là ai, muốn lại hoài. Sư phụ lại đó phụ. Sư phụ chỉ làm lệnh theo cha. Sư phụ là một tài tử đóng phim. Cha là đạo diễn, producer. Executive producer là thượng đế. Sư phụ chỉ là Tom Cruise thôi phải không? Đóng phim cho thượng đế. Nhưng mà giúp thế giới này mượn. Sư phụ giúp cũng nhiều rồi. Sư phụ lập cái đạo này giúp rồi. Mấy con đang ngồi đây biết đọc kinh là giúp rồi. Trong tương lai con của mấy con cũng tiếp tục đọc kinh này thì tụi nó có đời sống an lạc. Thu dạy là chánh đạo mà. Nói con. Ông bà ngày xưa nói. Sao? Ông bà ngày xưa nói là chết đó là đi thiêu á, là con cháu nó không lên nổi. Mà khi tôi thấy chôn á thì như thầy như sư phụ thấy ở Việt Nam ta không, trùi đất xuống cái dòng hết trơn thì biết đâu tìm. Thì theo sư phụ mà con trời xuống thì sư phụ giúp giùm cho biết nên thiêu hay là nên chôn. Ok rồi, giải thích nó tùy theo. Thí dụ con là một người vô danh tiểu tốt mà con muốn tiết kiệm cho gia đình thì con nên thiêu nó tốn có 2,000, chôn tốn mấy chục ở Mỹ. Tại vì mình vô danh tiểu tốt thì cái xác này vô thường lắm. Mà con đang có tu tập, con không có ngại cái xác thiêu hay là chôn hay là làm gì hết. Tại cái hồn của mình đã control mình đi về trời, có sư phụ đưa con đi rồi.
cái thằng hồn lúc đó đó nó làm ma hay là nó có gì á, nó cũng rất là sợ nhìn cái xác nó mỗi ngày dòi bỏ ăn, rồi nó đứng cái mã nó canh hoài, thì là mình còn bị chấp, mình tạo cho cái hồn mình bị chấp. Nếu con là một người nổi tiếng, tại vì sư phụ có bà chị là chị Kiều Trinh, thì sư phụ khuyên chị là một người nữ mà nước Việt Nam cả thế giới đều tôn trọng, thì sau này chị nên chôn lập cái bia lớn để những thế hệ sau đến chiêm ngưỡng để học hỏi. Cái xác của mình cũng có giá trị khi mình chết, con hiểu không? Tùy theo cái chức vụ của mình, chứ cái xác trả lại gì á, cũng giống như bác Trọng bây giờ đã chết cái đường chính trị, nhưng mà cái hơi của ổng còn trong đó đó, cho nên Tô Lâm không có dám cổng rắn cắn ra nhà. Đó là khi tất cả thế gian chúng ta làm những chuyện tốt, những chuyện giúp đời, giúp gia đình, giúp anh em, cái tâm chúng ta là tâm Bồ Tát từ bi, làm hành Bồ Tát đạo, khi cái chết của con sẽ trả lại những cái gì mà con làm cả đời tốt. Đó là cái danh dự về các ngàn người nhỏ lệ đưa đi đến nhà hoàng đưa tiễn con. Nhưng ngược lại, một người có tỷ phú làm ác, làm bao nhiêu chuyện ác và làm mít lòng biết bao nhiêu người, thì lúc cái chết đến với họ là một cực kỳ đại hình. Tại vì cái thằng hồn lúc đó nó sợ lắm, mà nó bất lực. Và đò ngu đầu mã diện sẽ lên rước xuống, hắc bạch diêm dương sẽ là đưa đi. Thì đó là thằng hồn chịu khổ. Và đồng thời cái xác cũng giống như những đảng viên chính trị bây giờ, ai chết dân vỗ tay mừng á, thì cũng chẳng ai đưa nó, đưa như hình thức thôi. Thì cái chết nó sẽ thưởng công và sẽ phạt. Cho nên mình muốn bao nhiêu người khóc cho mình, thì hôm nay chúng con phải suy nghĩ cái đó đó. Thì muốn bao nhiêu người nguyền rủa mình cũng phải suy nghĩ. Ngày xưa nước Tàu có Tần Cói và Nhạc Phi. Hôm nay nước mình cũng tương tự, cũng có Tần Cói và Nhạc Phi. Mấy con hiểu chuyện Tần Cói Nhạc Phi không? Không hả? Trời ơi, lớn tuổi sư phụ mà sư phụ qua Mỹ 14 tuổi mà còn biết Tần Cói Nhạc Phi. Còn mấy con lớn tuổi thì không biết Tần Cói Nhạc Phi là ai hả? Nhạc Phi là một người anh hùng, yêu nước. Nhưng mà lúc nào cũng bị những gian thần hãm hại. Còn Tần Cói là gian hùm. Thì nước mình bây giờ mình nói thôi, mình nói tên đụng chạm, nó cũng sẽ có Tần Cói Nhạc Phi của nước Việt thời này đó. Thế thì sư phụ thấy theo như biết là chôn á, thì đất nước Mỹ này, mình là người của Việt Nam qua đây, mà khi chôn á, bây giờ con cái á, hay là đó nay đây mơ đó, rồi hay là nó bận rộn, nhất hẳn là ở đây là bận rộn lắm, thì đi về là phải ghé thăm, phải viếng thăm này kia cái nọ, nó phiền phức, hoặc là nó chuyển đi ở nơi tiểu bang khác, rồi nó cũng phải dạy thì làm sao sư phụ, thì được thiêu có tốt hơn. Ok đâu. Con đang là Thiên rồi đúng không? Dạ. Sư phụ đang làm ở Thiên Long Sơn. Thiên Long Giang này cũng giống như Thiên Long Sơn này, nó là cũng là của sư phụ lập ra của cái đời này trên nước Mỹ. Thì tương lai Thiên Long Giang, nếu còn ở tiểu bang những gần đây, cũng nó sẽ có một cái nhà đó sẽ chứa hết tất cả những họ Thiên only, dùng chữ only Việt Nam chứ không hiểu, là chỉ duy nhất những họ Thiên về đây tu tập, thì mình có cái nhà cốt ở đó. Và đồng thời thôi sẽ và những họ Thiên lưu truyền mà giữ Thiên Long Giang á, cũng hương khói những đứa anh chị họ Thiên đã ra đi thì tại nơi này. Tại sao chưa có làm thôi, Thiên Long Sơn thuộc cũng sẽ làm vậy. Cho nên về phần mấy đứa họ Thiên đừng có lo xa mấy chuyện đó. Còn chờ khi mà còn sống á, thì sư phụ đang tìm những nhà thầu mà thiện tâm á, tại họ dư tiền rồi, họ bị ung thư cũng sắp chết, họ đổ vô đây 5 triệu 10 triệu, giống như kỳ rồi cái Worldline đó, nó mà chịu chơi xây 1000 unit đi, rồi muốn làm ăn lớn, sư phụ đổ ra 10 triệu cho nó xây. Sư phụ muốn tất cả những họ Thiên lớn tuổi này thụ nuôi,
vô đây free, không có gì hết, chỉ có vô đây lại cha đọc kinh rồi lụm cỏ rồi trồng hoa cho phụ là phụ mừng rồi. Thì sẽ có hai cái đó, sống thì cũng ở mảnh đất này, chết cũng ở mảnh đất này, về trời chúng ta về chung. Đó là họ thiên. Còn họ khác thì phụ không có bảo đảm nha. Thì trong đó sẽ toàn là mình làm cái gì nó cũng level giống nhau. À, thiên thu bà, thiên cẩm tú phải đó gần nghe, thiên nay khánh rồi. Thì sau này nó là như vậy. Cho nên mấy con đừng có lo mấy cái chuyện đó, để cho phụ lo rồi. Nhưng mà theo nơi sư phụ á, thì thiêu rồi á, thả ra ngoài biển ngoài sông để cho đi theo trời theo đất được, hay là đem cái trò đó gửi vô của sư phụ làm nhà ở đây. Giờ con lúc đó cũng làm bà tiên ở trên trời, con cũng muốn xuống thăm con cháu con họ thiên, tương lai nó làm gì cũng giống như bên Cali, má anh Trinh thua đặt họ thiên thua đưa bà về trời đó, bà cứ bay lên bay xuống ngoài. Khi chúng ta đã thành người cõi trời rồi, chúng ta tự do tự tại, trừ khi con làm ma thì có mấy ông thổ địa, mấy ông máy kèm chế, con không có được tự do đi đây đi đó, chết ở đâu ở đó, hoặc là cái mộ của con trốn đâu con lẩn bẩn đó. Khi con đã thành chư thiên rồi là con đi xuống độ chúng ta sanh. Lúc mà những lúc con đọc kinh mà nó nhột nhột trên đầu thế này nọ, toàn là những chư thiên không à, họ cũng là người, họ cũng có thể ngày mai mang thân người như chúng ta, thì con cũng sẽ là một bà tiên. Cho nên tất cả những họ thiên mà tuổi trẻ là phải tôn trọng những họ thiên lớn tuổi, là về sắp sửa trở thành ông tiên bà tiên để mà độ lại đứa mấy đứa trẻ còn tại thế. Hôm nay đã ngồi gặp nhau, ngồi gần nhau thì là người thân với nhau rồi, cũng giống như đại tử đảng má, đại má ngồi đây cũng là sẽ là bà tiên, thì sẽ về độ cho con mình, chứ không phải là cửu quyền về độ cho cửu quyền, mà họ thiên độ cho họ thiên. Yeah. Hai cái khác nhau, phải phân biệt nha. Ông nội mình không có tu cũng không có tội thì làm ca ma đi vòng vòng mà là cổ hồn gác đảng, rồi con của mình, con cháu của mình một năm làm đám dỗ, tức là cửu quyền về độ cửu quyền, nhưng mà nó đâu có nhiều. Mà nếu mà con cháu mình hôm nào nó bắt kính, nó không cúng, mình thèm này thèm kia nó không cúng, mình thấy nó ăn sen rồi nó đổ, mình còn bực thêm nữa. Còn chư thiên là đi về trời có cái thần thông khác, có cái hào quang khác, hào quang nó sáng hơn, nó không có tối như là cửu quyền. Hai cái khác nhau. Cho nên con hỏi cái đó, mà nếu mà cái nhà mà chứa cốt nó chưa có xong á, thì con muốn bỏ biển á, thì con sẽ là đầu thai là ở dưới Long Cung làm người cá. Thôi vô nghĩ á, tốt nhất là làm để ở trong nhà hoàng á, cái cốt nhỏ nhỏ được rồi, hoặc là lấy cốt về đến bàn thờ thôi. Cảm ơn sư phụ. Rồi. Như giờ mình qua bên nước Mỹ rồi chứ bộ. Giờ con cái nó ở tùm lum hết, mình muốn cho nó về một họ thiên để mình cầu nguyện cho nó được bình an, thì mình phải cầu nguyện sao chứ bộ. Dạ sư phụ, mình thích cho con theo sư phụ được không? Hả? Chút nữa. Để trả lời đệ tử này, đệ tử này hỏi là con cái, con cháu nó rải rác nước Mỹ mà nó không biết họ thiên, đệ tử này đang là họ thiên mà muốn cho nó thành họ thiên, thu nghĩ đời này con làm không được, con phải tự gán tu tập lại sám hối. Khi con làm bà tiên ở trên trời, con là thiên gì? Thiên dừa. Thì con về con độ thiên ổi, thiên quýt dừa con. Tại vì khi mà lúc đó con thành bà tiên á, con về con nói chuyện nó dễ nghe hơn. Còn bây giờ con gọi nó chửi con liền á. Nó nói má bà ngoại gì khùng thôi, con đâu có khùng. Cho nên khó lắm con. Cho nên con phải gắng tự tu đi, rồi làm bà tiên chứ. Nhưng mà mấy đứa con nó nghe nó mà. Nó nghe hả? Khi nào nó nghe mà nó biết xù qua mà tự động nó lết xác tới đây á, rồi sư phụ dễ anh chán nó thì lúc đó mới tin. Còn nó nghe mà để nó xin tiền con, để nó lấy tiền già của con thì sư phụ không biết. Khó đó, không phải dễ độ người thân đâu con. Ok, nãy giờ nói chuyện lâu rồi, con có hỏi gì? Nước hả?
cái này lắm, chị đừng muốn thấy. Khó lên này, dạ. Ở miền nào vậy? Muốn gặp sư phụ lần hết cho để được sức khỏe thôi, chứ còn lớn tuổi rồi có thể là đi còn, ra biển. Con đâu phải hòa thiền không? Có đeo dấu thiền tâm không? Dạ có, để nhà rồi. Dấu thiền tâm để nhà, lỡ như nãy con ra khỏi nhà gặp ma quỷ nó tấn công không có dấu thiền tâm thì sao bảo vệ? Có sư đây nè. Ok con. Con cũng còn nói láo sư phụ đó. Dù có thần thông á, không có nói láo nữa. Tại con chỉ có tin phân nửa thôi, chưa tin hết. Có người cầm đưa cho cái không có láo. Không bao giờ nhỏ giờ chưa bao giờ nói láo. Ok, thấy trời cũng nóng á, thôi mình kết thúc cái này cho các bạn cho vui vui. Rồi xong mình kết thúc nha.